Anh Thanh. Chào giám đốc. Dạ, chào Em sếp chào ạ. sếp ạ. Chào sếp ạ. Qua phòng tôi có gì gấp? Dạ. Vào đi. Sếp coi qua giùm em với. Ở đây đều là những sản phẩm tốt nhất rồi. Rất sang trọng và quyến rũ, đúng không anh? Sẽ không có gì sang trọng và quyến rũ bằng em đâu Đăng Thanh à. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.